Mình đang có mặt đây khu vực ngã năm Buôn Mê. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quý vị thấy khu vực này vừa rất sầm uất. Hôm nay là chiều ngày 12 tháng 6 đầu hè. Nhân dịp mình đến với lại phố Buôn Ma Thuột để đón đoàn tour đi tham quan Đà Nẵng. Sẽ mời quý đoàn mình tham quan một vòng ở trung tâm của thành phố Buôn Mê. Đây là tượng đài chiến thắng Buôn Mê. Phía bên kia, quý vị thấy sau cái cột điện có một cây cây cổ thụ rất lớn trong cái trung tâm văn hóa Đắk Lắk, đó chính là cái cây Khmer. Một những cây rất quen thuộc với dân địa phương, tức là vùng cao nguyên. Lớn nằm ngay trung tâm, đó là khách sạn Sài Gòn Buôn Ma Thuột.